9月就要开学了，然后回来跟我朋友们一起玩。你先报名了没？手机上报名，然后老师还没通知，老师到通知就要去报名，要上学了。现在学校我严不严？对，坐车就到了。坐车几分钟呢？车大概十分钟。十分钟。穿那个裤子，只能穿这个长衣服，然后穿那个裤子就很痛。你扎针几天？扎针三天。他玩去玩了。前面的，他玩去前面玩了。干死的哈，这怎么这两天没有用了呢？也没有那口我不就难怪那口黑也得就没被扔你觉得我每天来找找瓜看找到这里还走了嗯红的đi kiếm bí à, nó còn có không biết lo không có ghe. Trời nắng quá, dẻ khoai nó héo rồi hết trơn à, không biết sống nổi qua cái mùa nắng nóng này để thu hoạch củ hay không nữa. Cái cây bắp thì bà nói vậy thôi, không có đem về nhà chụm mà sẽ đốt rồi giống như là cái cho đó cô chú, để đây rồi tới năm sau ra đây trồng bắp tiếp cho đất nó tốt. Bây giờ xong mùa vụ bắp rồi đó, tới năm sau mới trồng nữa. Giống như bên Việt Nam của mình á, trồng lúa xong rồi còn gốc gạ, gãi gươm ra đốt đồng. Còn cái này thì cái thân bắp để lại để đốt. Để đốt để mùa vụ sau tiếp tục trồng.
giờ này không biết ai làm gì mà bắn pháo bông y đùng y đùng. Mấy giờ là hủy cha bà? Đi ra kiếm bí nữa nhưng mà không có à. Xách cái vỏ ra tính đựng bí xách về nhưng mà không có. Hôm qua là hai anh em về luôn, hồi tối anh ghế đưa cho về. Bây giờ thì hai thím cháu của Di sẽ đi ra ngoài chợ để lấy đồ và mua một ít đồ luôn. Thôi là chào ba. Chiều ăn cơm, vô đây mua ít thịt. Này người ta lù quá cô chú. Gia vị vô hồi trộn gia vị cho ngon. Để thay thôi rồi mà. Chan đi. Với mấy đây kia. Đồ trộn giống như vô chua mình nhé. Chuẩn bị cho bọn hội gì cơ. Hồi nãy Di có mua một con vịt nữa. Giống như cái đó người ta nấu sơ qua. Rồi ai mua cái đem chiên qua. Chiên qua cái bây giờ chú trộn thêm gia vị nữa. Cho thêm xì dầu, bột ớt, dầu ớt, tỏi. Rồi trộn lại. Cái khởi gì mới biết là đi khẩu cái rồi. Cái quán này lâu năm lắm mà cô chú. Đắt khách lắm. Đi lấy hàng. Cái đèn năng lượng mặt trời tới coi chú. Mua thử một cái. Coi lắp lên thì xài được không. Nếu được thì mua thêm 2-3 cái nữa. Cái này Di đặt ở trên mạng á. Bữa nay 3 ngày mới tới. Thường thường mua hàng ở trên mạng thì 3-4 ngày mới tới. Tới xong cái chị này đem hàng về. Cái Di ra đây Di lấy. Với mua thêm 2 thùng đồ ăn Việt Nam nữa. Bữa nay tới mua thêm nước mắm vì gia vị Việt Nam rồi đó. Ăn cái nào thì ở bên đây chị em Việt Nam bán đầy đủ hết trơn à. Mua mấy ngày là mấy chị gửi tới. Đi cho anh chắc lâm đó. Ơn đồ tiếp. Ừ, sao đồ quần đã. Về tới nhà rồi cô chú ơi. Sớm mấy đứa nhỏ này an toàn con trai không? Trai nhiều hơn gái. Tỉnh rồi mất số rồi. Tỉnh cho con là tao miễn đến. Cái này Di nói khi ba với thôi lên mạng kiếm mua là coi chứ.
要放在哪里呢？这个上面那个角。这里是吧？哎。好。那我认不到，我还找不到。找人来化妆吧。我那边所谓的暗红力量。你叫你个红人。Nào không biết đừng làm để ít hôm nữa ba bé sầu về rồi làm. Tại vì không biết cái loại đèn này xài có tốt hay không, nên là mua thử có một cái về gắn thử. Nếu như mà cái loại này mà xài sáng tốt á thì Di mới mua thêm. Nãy bà bác với bà nội bé sòi cũng có nói năm sau mà từ đường làm xong á thì gắn đèn hết cái thôn này luôn, nhưng mà đợi tới qua năm sau nữa, giờ gắn luôn cho sáng thôi tới hù. Cũng có đèn nữa cô chú, nhưng mà ít khi nào bật lắm. Đây như có dịp gì mới bật thôi. Cái chị đọc bình luận của mấy anh mấy chị á, nói là mua đại cái đèn năng lượng mặt trời đi, gắn cho nó sáng. Ông bà, ông bà, ông bà cô chú ăn con. Bữa nay con cháu về nháo quá trơn rồi. Ba của Dân Xanh thì có 3 người con, Chốt thì 2, còn Di thì 1. Thường thường là rửa bằng nước cơm mới là nó sạch, không có cần nước rửa chén gì hết trơn rồi chú. Mà hồi nãy chị rửa chén cái gì đổ cái thau nước cơm mà. Rửa bằng nước cơm là cái nó không có bị dầu. Mỗi lần xào nấu xong cái rửa vậy. Cái này thì tiện cái nấu ăn, cái chảo nó rộng, cái xào nấu nó tiện. Còn rửa gì thì nó hơi cực chút thôi. Rửa này xong cô chú, tới bây giờ nè là cái chảo dưới đây lửa nó vẫn còn nóng, nó ấm ấm nên là nó cũng không có bị dầu gì, nóng hổi luôn. Giờ còn nóng mà còn lửa than, xe hết trơn điện cô chú. Bây giờ bà nội về lấy sạc điện là ngày mai sáng á Di sẽ chở bà về bên ngoại. Ngày mai cháu gái của cậu á là thi đỗ đại học, cái có mở tiệc ăn mừng nhá, nó có mời. Hay là ngày mai sáng 9 giờ Di với ông nội với bà nội bé sòi sẽ đi. Cái xe này sạc lần chạy cũng lâu, tại vì Di cũng đâu có chạy đâu xa đâu, 3-4 ngày Di mới sạc lần. Để đi sạc. Chút giờ này về ăn rước đứa cháu gái lớn, tại vì nó mắc học, đứa nhỏ thì nó vẫn ở lại đây chơi. Cái này là khoai lang phơi khô cô chú, đợt năm rồi sắc sợi sợi gì nè, phơi khô. Giờ chút về bà nội lấy cho ít đem lên ăn.
Cái này nấu cháo. Nấu cháo ăn. Ở đây còn nửa bao nữa. Cái đợt không biết cô chú anh chị nào mà xem video của Di thời gian đầu á, là thấy lúc đó là thu hoạch khoai vô củ nào mà bự á, là cắt sợi sợi chị đem phơi nè. Mới đây thì cũng gần năm nữa đó cô chú, đợi 2 tháng nữa là đi thu hoạch khoai vô, cũng lựa củ nào mà tốt á thì cũng cắt sợi giống gì nè, rồi để dành ăn tới năm sau. Một túi đầy luôn. Video đến đây cũng xin được phép kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều vì đã dành thời gian xem video của Di. Xin chào và hẹn gặp lại. Chút chạy tới đó rồi ra cái đường kia luôn. Đường kia cũng ra được nữa.